Xin chào mọi người, hôm nay sẽ giới thiệu với mọi người một trong những mẫu đồng hồ đặc chủng của Victorinox. Đó là mẫu Victorinox Dival Master, nghĩa là mẫu đồng hồ chuyên nghiệp dành cho những người đi lặn, đi bơi với mức chống nước lên tới 500 m. Đồng hồ này có một thiết kế cực kỳ đặc biệt, đó là cái hệ thống gioăng cao su đằng sau của đồng hồ nó sẽ dày hơn khoảng 5 lần so với đồng hồ bình thường. Và thiết kế về dạ quang của nó thì cực kỳ sáng, và tí nữa mình sẽ cho mọi người xem cái mức dạ quang khủng khiếp của cái đồng hồ này. Ngoài ra đây là một trong những thiết kế có benzen là để bấm giờ khi mà chúng ta lặn, ví dụ như là chúng ta xoay cái benzen này đến mức thời gian này để chúng ta biết được là khi mà tôi lặn xuống nước thì là tôi đã lặn được 5 phút, 10 phút, 15, 20 phút. Và đồng hồ được làm bằng thép. Mẫu đồng hồ này thì có hai dạng vật liệu chính, đó là mẫu làm bằng thép và bằng titan. Thì hiện trên tay mình đang là mẫu bằng thép và được mạ bằng màu đen trông rất là ngầu, và khi mà lên tay thì là với cái kích thước là khoảng 43 mm, thì đây là mẫu đồng hồ khá là hợp lý với những người có cổ tay to và phong cách bụi bặm cũng như là thể thao. Đằng sau đồng hồ, tất cả các thông số về đồng hồ được khắc bằng laser lên thép, và cái khắc này nó sẽ làm cho chúng ta có thể đeo đồng hồ rất là lâu và không bao giờ bị mòn, vì đây là khắc laser lên thép chứ không phải là phun hay là sơn gì cả. Ngoài ra thì đây là một mẫu đồng hồ đặc chủng để cho dành cho những người đi lặn, nên là mức chống nước nó rất là cao. Và chúng ta có thể đeo trong mọi tình huống, có thể đi du lịch leo núi, hoặc là thậm chí đi lặn, đi bơi, đi biển, và tất cả những hoạt động mùa hè liên quan đến nước thì là cái đồng hồ này có thể đáp ứng hầu như tất cả những cái nhu cầu của chúng ta. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho bạn một trong những tính năng khủng khiếp của đồng hồ này, đó là về dạ quang. Và đây xin giới thiệu với mọi người về tính năng dạ quang rất là khủng khiếp của chiếc đồng hồ này. Đây là đồng hồ khi mà vừa mới để trong ánh sáng, giống như là chúng ta vừa mới đi ra ngoài nắng và vào đến hàng cây, thì đây là dạ quang nó phát ra ánh sáng rất là mạnh như thế này, để cho ví dụ như là người lặn có thể trước khi lặn xuống biển sâu thì là có rất nhiều cái không có nhiều ánh sáng, và chúng ta sẽ có năng lượng dự trữ rất lâu khi mà lặn xuống biển. Cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã theo dõi những video review về các cái mẫu đồng hồ của Mr. Thanh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.